Ok nha, hai xin chào bạn đã quay trở lại với channel mình. Mình là Anh Trung Mimi đây. Và hôm nay mình sẽ đi làm sát thủ nha. Đó. Mình sẽ trở thành sát thủ biker trong GTA 5. Đó. Sẽ thành sát thủ với con CBG 250GR này. Cái xe mình rất là yêu thích. Đó, mình sẽ đi tìm những mục tiêu để mình hạ sát tụi nó. Sẽ không ai biết mặt được mình hết. Tụi này bị điên à. Hàng này sẽ là đối thủ đầu tiên của mình. Ok. Đó, chưa thấy mình đâu. Một viên ra đầu. Đi thôi. Ôi ôi ôi. Mẹ. Thằng nó đậu trong lề. Tí nữa là mình hốt rồi. Xe nó bị hư gì á. Quay lại trở lại coi. Xe nó bị hư đúng rồi, xe nó bị hư. Xe sao thế chú? Chú ơi, xe chú sao vậy? Hôm nay gọi điện thoại cho Gaga để giúp nó. Sát thủ cái quần què gì mà bắn ngủ vậy trời? Học viên. Ok. Mình đã hạ gục được mục tiêu. Và mình sẽ chuẩn bị cho một ví dụ lớn nè. Như bây giờ mình mua chạy ba cho máy luôn. Phải. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị cho thì lái xe đạp nè. Mình biết quá nhiều rồi. Lái xe đạp nhưng mà mình biết quá nhiều rồi. Lướt liền, lướt đi liền. Chiếc này quá nhanh để tụi nó đuổi theo. Lái chiếc này phải nói là phê. Mình tính vậy giờ mình thấy mình nằm dưới chân xe tải. Má nó còn đụng mình ở đâu mẹ. Nó làm gì mày? Ăn khủng nạn. Tao bị đụng xe tao buồn lắm rồi. À mà nó còn mẹ đụng mình đi cái nữa. Thì nó không sợ sát thủ luôn á. Thì là mù không cầm gì là điếc không sợ súng mà. Hay mình sẽ làm một ví dụ để thể hiện cái mà khả năng sát thủ của mình. Sẽ set up một vụ đại ca đây. Dịch vụ danh giật ghệ và mình sẽ được mướn đi giật ghệ lại. Đầu tiên mình sẽ cho tụi nó ra. Tụi nó đầu tiên sẽ là vệ sĩ của mình. Đó, đây là con ghệ. Có súng không? Có súng luôn, con ghệ không có súng. Sao nó chọn thêm tụi khác nữa. Tụi Taliban thêm con ghệ nữa, hai con ghệ có súng luôn. Băng nữ cướp. Mình sẽ tấn công bằng nữ cướp. Đó, được rồi. Đây là ông chùm. Ông chùm là phải là. Đúng rồi, ông chùm là đó. Nhìn mặt mày đúng ông chùm nè. Ok. Tụi mày sẽ chết. Mình sát thủ, mình sẽ tuyên bố rồi. Tụi nó có súng như vậy. Giả bộ mình quay lại nha. Giả bộ anh em không biết gì nha. Đó. Đi học xa để trở về nè. Thôi chạy đường này đường tỉnh mà mình chạy 400 km/h. Phải trưởng là mày như tên bắn vậy. Ok. Sát thủ chúng ta đang quay trở lại. Mình sẽ chơi góc nhìn thứ nhất cho bạn nhìn giống Hitman nha. Để mình pin địa điểm lên nha. Lên bản đồ. Nãy hình như là mình tụi nó ở đâu ta? Quên mất tiêu luôn. Hình như ở đây nè, đúng rồi, ở chạm xăng hay sao? Chạm xăng đâu đây? Không phải. Tụi lỡ nó đâu ta? À đây nè, chỗ này nè. Đúng không? À đúng rồi, đây nè, ngay đây nè. Ok, tao nhớ mặt tụi bay nè. Trong trọng địa điểm đấy. Đây. Tụi lợn. Tụi bay nhớ tao á, tao đi hám hính địa hình gái. Tao sẽ quay trở lại. Về lại hại hôm xưa. Tao mắc hoài không? Đó, đúng rồi. C4
sát thủ mà siêu tốc. Bây giờ mình sẽ chọn spam mình trên điểm bất kỳ nào để mình quay trở lại tìm tụi đó. Đó, ok, chúng ta có khoảng để coi mấy giờ ta, chúng ta có 3 phút để tới địa điểm, 3 phút bắt đầu sát thủ siêu tốc lên đường thôi. Chạy góc nhìn thứ nhất luôn cho máu. Ôi ôi, góc nhìn thứ nhất chạy ghê quá. Ờ, đường cho mặt đường cho phố đông vãi. Sát thủ rất này đảo mấy nhục. Nhục tập 1, nhục tập 1. Tập 1 và sát thủ này thế này không? Sao gãy kính hết rồi, hay lắm. Sát thủ mình chạy cao tốc luôn, chúng ta còn 2 phút 30 giây. Lùa cái xe, mình lùa ghê ra bay. Nhanh vãi. Sát thủ đập đầu cái cây này đã tử vong. Sát thủ siêu tốc của chúng ta đã mãi mãi không thể đến được mục tiêu vì một lý do là anh ta đã chết. Và người anh em của sát thủ phải đi hại thế rồi. Nè, quay trở lại thôi. Sát thủ mày nhập viện luôn rồi. Siêu tốc cái vùng què gì mà chưa gì rồi chết trước người ta đó. Sát thủ giết tao cuối cùng ảnh chết. Đau lòng mày chứ ảnh chạy mày tưởng nó bàn thờ à, đúng rồi, tốc độ bàn thờ mà. Chạy mày không thấy trời chăng gì luôn. Ok, anh quay lại rồi. Đập đầu nguyên vô cây đó chỉ có chết rồi, xong chưa đéo được. Anh chạy mà mình mẹ tối tâm ơn mù mịt luôn á. Chạy quá chậm, phải lên mã lực. Độ mã lực lên, chạy mới giữ, mới phê. Đúng rồi. Ghê thiệt. Chẻ cứng xe luôn trời. Thôi quay đầu lại. Chạy hú rồi. Chúng ta chuẩn bị tới địa điểm ra tay. Sẽ chạy qua chạy lại mà ra tay cũng được. Ví như ý ui mẹ mày, thằng khốn nạn, mày gẹo cua, mày không xi nhan gì hết. Tí nữa tao đắp chiếu nó rồi. Mình sẽ chạy qua mình bắn một viên rồi. Mình quay lại bắn thêm viên nữa, xúc đục của anh rồi. Đó, mình lướt qua lướt lại, bắn qua bắn lại hoài luôn. Hy vọng mình sẽ bắn chúng. Ta chỉ có một cơ hội thôi. Chạy, mình phải chạy từ từ thôi, nếu mình chạy nhanh quá thì sẽ không bắn được, mà mình chạy chậm quá thì mình bị bắn. Bây giờ mình phải chạy cẩn thận thôi. Tầm 80, tầm về là bắn được rồi nè. Chậm hơn một xíu nữa, sắp tới rồi. Anh em hồi hộp quá, lần đầu đi làm sát thủ hồi hộp quá. Mang danh là sát thủ mà mẹ lần đầu làm chuyện ấy. Chạy, ủa đâu trời. Thủ thành công của mẹ nó rồi. Sát thủ mà mình chọc cho nó. Ê, cái gì vậy? Mình bắn cái tụi nó bắn lộn lỡ chúng nha, cái tụi nó mẹ phơi nha luôn. Mình đi nghe. Sát thủ bắn một viên mẹ bị tụi nó xả lại chè chết rồi, nằm đường luôn rồi. Là dùng máu của mình nè. Hút sát về anh em ơi. Trời ơi, sát thủ mà dùng gì bay. Nó làm gì đến tội. Làm gì nên tội. Bây giờ người anh em thứ ba của sát thủ phải ra. Em ba thằng sát thủ mẹ tốn tiền dữ vậy. Nè bây giờ mình sẽ kết liễu nó tự biết sao đi. Chứ mình dám bắn lộn đó. Ôi ơi, bắt nó nói như sắp một lời vậy. Nó ghé cái mình kìa. Chạy đi cho lẹ. Yeah. Đó, làm
hình nền cứ quay phong lắm, cái hình nền thì sát thủ, nhưng mà ra lại chết mẹ 3 lần. Ngầu chưa, nhìn mẹ ngầu vái. Đó, sát thủ chúng ta sẽ kết thúc tại đây nha. Video đầu tiên của mình về sát thủ mẹ biker. Nhưng mà nè, có vẻ như mẹ không thành series này. Chưa gì mà thấy sự ngu người của sát thủ mẹ chạy qua chạy lại bị to bắn như trâu vậy. À đây rồi, mình sẽ thành thích này cho anh em xem. Gà, gà đua nó luôn. Ủa nó đua mình hả? Tuổi gì? Xe mè đéo có tuổi nha. Bóp còi không? Nhanh lên. Đúng rồi, đua nào. Nè nè nè, gì nè. Ủa ghê chưa, tẹo chưa. Chạy chứ đi, tao em cóc bánh đầu qua luôn. Nè được trống nè. Đấy. Nè 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 nè. Ui, lại qua nữa, xe nó có cửa đi đua mình. Bắt súng chơi luôn. Chết nha. Lại là đánh võng nè. Ui. Rồi đắp chiếu rồi. Hên quá. Không đồng đầy. Không đồng đầu vô cây. Đồng đầu vô cây là đắp chiếu rồi. Sát thủ mẹ lục nghề quá. Mẹ sẽ đạp rồi nó chạy mẹ như ma đuổi nó vậy đó. Thôi tai nạn rồi. Tai nạn rồi mình phải lại ưng tú đó. Có sao anh bạn. Mình là biker với nhau mà mình. Rồi nó trả tiền nha cho mình. Rồi cảm ơn nha. Cảm ơn nha. Cảm ơn nha, cảm ơn nha, cảm ơn nha, cảm ơn nha. Mình ra đây. Sát thủ đi xe đạp thì ngầu biết nhiêu. Đi xe đạp bị bắn te đầu luôn. Ý là chạy xe không có lớn hả, mà đụng có cái mà nó lấy súng phơ mình nè. Tử nạn luôn. Trời ơi, anh chạy kìa, anh chạy kìa. Anh bị té núi kìa, anh bị té núi kìa. Con bị té núi chết kìa. Cú vãi. Cú cái bò vậy. Cú bò mẹ. Ôi xin lỗi nha. Con này nó mập vãi, nó mập địch luôn. Nhìn cái bụng vệ của nó là bụng vệ kéo cát luôn á. Trời ơi. Mày dùng vậy hả? Mày dùng vậy hả? Mày dùng vậy hả? Tét đầu luôn à. Ôi đạp xịt đầu rồi, trời ơi, cất cả luôn. Nó còn rớt máu ở ngoài kìa. Còn tươi. Còn tươi, thôi thôi, không tàn tàn sát động vật nữa đâu. Mình là người yêu động vật, mình yêu thiên nhiên mà. Mình thấy có mấy con cò con hay kìa. Ê, nó tới bay. Ha, một con nó bị dính lại. Bắt được con vịt nè. Sát khẩu đi bắt vịt thì mẹ hay hơn á. Ủa. Ok, đây là hôm nay mình sẽ đó, sát thủ biker sẽ ra tay hạ gục hai thằng đánh cá này. Hai anh đang chưa biết mình có hiện diện đây. Mình sẽ xô súng cho anh em. Súng gì để hạ gục mấy giờ? Không son á. Rồi có cần súng gì không? Thôi mình bắn quả tiện nó luôn đi. Đó, sát thủ mà chuyên nghiệp mà. Cho mày hai tên lửa cho thằng hai đánh cá luôn nè. Bye bye nha. Hello. Mình phải tạo tiếng động gì cho nó sợ chứ. Thôi cho đi xuống biển. Ý sao ra 3 đứa vậy? Cái gì vậy? Ủa sao bắn ra 3 đứa? Sao bắn ra 3 đứa chứ? Thấy có 2 mà bắn ra 3 xác. Cái gì vậy? Cái cơ nó diễn tập hả? Mày bay nghe tới hồn. Bắn
chết thụ mày luôn. Bay ngang là mình hết hồn. Ok, và hai và video này sẽ kết thúc tại đây nha. Cảm ơn bạn đã theo dõi mình. Nếu bạn thấy hay đừng quên bỏ lại một like và subscribe để ủng hộ channel của mình. Ok, bye bye mọi người.